Bản tin Patriotis News News ngày 13 tháng 7, 2019. Tổng hợp bài viết của tác giả Dương Hoài Linh. Sơ lược về sự trỗi dậy của Trung Quốc và nguyên nhân vì sao Mỹ phải ngăn chặn tiến trình này. Tờ Ngụy Sang The National Interest Mỹ vừa đăng bài viết Thế kỷ của Trung Quốc của giáo sư Han Brands, Trung tâm các vấn đề toàn cầu Kissinger, Học viện nghiên cứu cao cấp các vấn đề quốc tế, Đại học Johns Hopkins, Mỹ. Bài viết cho rằng sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc cuối cùng sẽ tác động đến vị thế của Mỹ và vai trò ảnh hưởng của Mỹ ở Đông Á, thậm chí vai trò ảnh hưởng của Mỹ trên toàn cầu. Điều này có thể dễ dàng nhìn thấy từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, thậm chí trước đó. Thách thức Trung Quốc là hiện thực. Ngay từ năm 1975, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Henry Kissinger từng tiên đoán nếu phát triển theo con đường trước đây, họ, Trung Quốc, sẽ trở thành một thế lực tương đối đáng sợ. Vào thập niên 80 của thế kỷ 20, các nhà phân tích Lầu Năm Góc lo ngại, nhìn về lâu dài, không thể loại trừ khả năng xảy ra xung đột giữa Trung Quốc với đồng minh là đối tác của Mỹ, thậm chí bản thân Mỹ. Sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, chính quyền Bush cha nhận định Washington có thể buộc phải ngăn chặn hoặc kiềm chế Bắc Kinh đến các năm 1997-1998. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA cho rằng Trung Quốc quyết tâm tuyên bố mình là nước lớn Đông Á hạng nhất, thậm chí muốn trở thành một nước lớn toàn cầu ngang hàng với Mỹ vào giữa thế kỷ 21. Andrew Marshall, nhân vật huyền thoại của Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định Mỹ phải chuẩn bị đón nhận sự cạnh tranh lâu dài giữa Mỹ và Trung Quốc về vai trò ảnh hưởng và địa vị tại Đại lục Âu, Á và vành đai Thái Bình Dương. Vai trò ảnh hưởng của Trung Quốc từ một khả năng xa vời đã biến thành một hiện thực trước mắt. Thời đại này đang đến một cách nhanh chóng. Nhiều năm qua, các nhà chiến lược Mỹ luôn biết thời khắc này sắp đến, nhưng Washington đã không ứng phó một cách cấp bách. Tìm hiểu nguyên nhân về vấn đề này rất quan trọng đối với việc giải quyết thách thức này trong tương lai. Mỹ giúp Trung Quốc trỗi dậy. Sau chiến tranh lạnh, Washington đã duy trì lực lượng quân sự mạnh ở Đông Á, phần nào là để ngăn chặn Trung Quốc. Từ đó, Mỹ không ngừng cải thiện các liên minh song phương, phát triển quan hệ đối tác sâu hơn với các nước không phải đồng minh, chẳng hạn Singapore, Việt Nam, xây dựng và triển khai năng lực quân sự tiên tiến mới ở khu vực này, đồng thời còn đưa ra khái niệm tác chiến mang tính sáng tạo. Từ sau vài năm đầu thế kỷ 21, Lầu Năm Góc từng bước đưa một bộ phận lực lượng trên không, trên biển lớn hơn tới khu vực châu Á Thái Bình Dương, được thực hiện âm thầm thời kỳ Bush con và được đẩy mạnh thời kỳ Barack Obama. Tất cả những điều này không lọt qua mắt của các nhà quan sát Trung Quốc. Rất nhiều người chỉ trích Mỹ muốn ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Mỹ không chỉ chưa thể ngăn chặn Trung Quốc một cách có hệ thống mà còn đã hỗ trợ rất lớn cho sự trỗi dậy của họ. Thông qua mở cửa thị trường Mỹ cho Trung Quốc, đưa Bắc Kinh gia nhập WTO, thúc đẩy chuyển nhượng công nghệ và đầu tư nước ngoài đối với Trung Quốc, Mỹ đã có đóng góp to lớn cho sự tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc của Trung Quốc. Hơn nữa, Mỹ còn thông qua thúc đẩy Bắc Kinh tham gia nhiều hơn vào giải quyết các thách thức từ biến đổi khí hậu đến phổ biến vũ khí hạt nhân, khuyến khích Trung Quốc mở rộng vai trò ảnh hưởng quốc tế. Đối với các nhà nghiên cứu lịch sử thời kỳ này, hành động của Mỹ gây cảm giác lẫn lộn. Như vậy, tại sao phản ứng của Mỹ đối với sự trỗi dậy của đối thủ cạnh tranh lại đi ngược lại lẽ thông thường? Một phần nguyên nhân là ở chiến lược được Trung Quốc nhất quán thực hiện trong việc làm lặn sóng các phản ứng mạnh mẽ của Mỹ. Từ cuối thập niên năm 1980 của thế kỷ 20 cho đến thập niên đầu của thế kỷ 21, Bắc Kinh nỗ lực giấu mình chờ thời, nhấn mạnh bản thân nỗ lực trỗi dậy hòa bình để tránh xảy ra xung đột khi họ đang miệt mài phát triển sức mạnh quốc gia tổng hợp. Mỹ đã không phải đối đầu với một đối thủ cạnh tranh có GDP lớn hơn 40% GDP của họ trong hơn một thế kỷ, nhưng hiện nay GDP của Trung Quốc bằng 63% GDP của Mỹ và nhiều khả năng nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thập kỷ tới. Giám đốc tình báo quân đội Mỹ DIA, Trung tướng Robert Ashley viết một bức thư đi kèm một báo cáo về sự gia tăng năng lực quân sự của Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một số hệ thống vũ khí thuộc hàng hiện đại nhất thế giới. Ông còn nói thêm rằng,
Trung Quốc đang xây dựng một lực lượng quân sự năng động, chết chóc với năng lực mở rộng từ trên không, trên biển, trong không gian vũ trụ và không gian thông tin. Do vậy, có thể nói rằng ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc chính là ngăn chặn nguy cơ thế giới này sẽ bị độc tài hóa bởi Trung Quốc, sẽ phá hoại tất cả các nền dân chủ và dùng sức mạnh quân sự tiến hành chiến tranh thế giới để đưa nhân loại nằm dưới gót sắt cai trị của một đội quân viễn chinh chuyên cai trị bằng các chính sách sắc máu và hủy diệt. Việt Nam sẽ là quốc gia thí nghiệm đầu tiên cho hành trình chinh phạt này. Điều gì xảy ra ở Việt Nam sau năm 2020, trong khi Hồng Kông phải đến năm 2047, tức 27 năm nữa mới trở thành một khu tự trị của Trung Quốc, thì Việt Nam không cần đợi lâu đến thế, chỉ còn vài tháng nữa thôi. Nếu bấm đồng hồ đếm ngược thì mọi chuyện đã sẵn sàng. Có lẽ nhiều người Việt Nam vẫn còn mơ hồ cho rằng Hiệp ước Thành Đô là cái gì đó xa xôi, là chuyện bịa đặt do bọn phản động vẽ ra. Thế nhưng trên thực tế, một Việt Nam giống như Choang Quảng Tây, hồi Ninh Hạ, Tân Cương, nội Mông Cổ, Tây Tạng đã thành sự thật. Nếu như Đài Loan kiên quyết và bất khuất không chấp nhận tiến trình này, và Quốc hội Mỹ đang trong thời gian chấp nhận gói khí tài quân sự mà Bộ Quốc phòng muốn bán cho Đài Loan gồm xe tăng, tên lửa phòng không Stinger, các thiết bị liên quan lên đến 2,2 tỷ đô la để giữ nước, Hồng Kông đang muốn cái ngày vào năm 2047 không hề tới, thì con dân nước Việt vẫn ung dung đi nhậu, tán dóc trên mạng xem như không hề có chuyện gì xảy ra. Phải nói là nhận thức về thảm họa của dân Việt kém xa Đài Loan và Hồng Kông, dù họ có 8 năm sống dưới thể chế chính trị dân chủ, trong khi dân Đài Loan, Hồng Kông đánh hơi được mùi nô lệ khi nó còn ở rất xa, thì dân Việt Nam hoàn toàn chẳng hay biết. Một số người biết thì nói cũng không ai nghe. Đó cũng bởi một dân tộc sống hôm nay chỉ biết hôm nay, mặc kệ tương lai đã trở thành một lối sống hiển nhiên. Không cần nói đâu xa, chỉ mỗi một việc xây xa lộ Bắc Nam cũng chứng tỏ kế hoạch một vành đai một con đường của Tập đã thành hiện thực. Sau đó là 15 văn kiện đã ký kết giữa hai đảng, việc xâm nhập tiếng Trung Quốc vào trường học, nhân dân tệ được phát hành, chính sách hai quốc gia một cửa khẩu, chính sách du lịch không đồng, việc bán ba đặc khu, việc nhà máy, khu công nghiệp, tô giới, đô thị Trung Quốc mọc đầy, việc Bộ Chính trị và tướng lĩnh Việt Nam thường xuyên sang chầu nhận lệnh. Đó là gì nếu không phải là một dấu hiệu của khu tự trị? Như vậy, sau năm 2020, bộ máy thái thú vẫn cai trị để lừa dân là chưa mất nước. Tuy nhiên, hệ thống đường xá xa lộ, đường sắt sẽ hòa vào hệ thống đường xá Trung Quốc, biên giới, lãnh hải trên biển sẽ không còn tồn tại. Các căn cứ quân sự Trung Quốc xây trên các đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đảo Nhân Tạo cũng sẽ là của Việt Nam. Khách du lịch hoặc dân Trung Quốc muốn đến bất kỳ địa điểm du lịch nào của Việt Nam cũng không cần sử dụng hộ chiếu và chỉ cần trả bằng nhân dân tệ đồng. Thời chỉ có công an Trung Quốc mới có thể bắt giam họ và chỉ có tòa án của Tập mới có thể xử họ. Dân Trung Quốc, người Hán được xem như công dân loại một, các sắc dân khác chỉ là nô lệ cho người Hán. Hệ thống ngân hàng Trung Quốc sẽ thôn tiếng toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam. Công nghiệp Trung Quốc sẽ xem thị trường Việt Nam là nơi để khai thác tài nguyên, đổ rác thải công nghiệp, nông nghiệp và thương nghiệp. Trung Quốc sẽ xem Việt Nam là nơi tiêu thụ các hàng hóa độc hại mang tính diệt chủng. Ngành y tế Trung Quốc sẽ xem Việt Nam là ngân hàng máu và là nguồn cung cấp nội tạng bất tận. Bất cứ bệnh nhân nào có nhóm máu và điều kiện thích hợp với các khách hàng phía Trung Quốc thì sẽ được cho chết một cách hợp lý vì bác sĩ đã tận tình nhưng không qua khỏi nhằm lấy lá gan, thận, trái tim hay võng mạc của bệnh nhân vừa qua đời còn tươi nguyên. Và rất nhiều chính sách diệt chủng của nước mẹ sẽ dành cho nước Việt khi luật là tao, tao là luật. Nhưng có lẽ mức tinh vi của quan thầy Trung Quốc đủ để cho mấy thằng stupid dư luận viên lực lượng 47 tin rằng nước vẫn chưa mất, vẫn còn độc lập và đang ở trong tay cụ tổng hay mụ ngân. Kỳ thực đó chỉ là hình nộm bị giật dây mà thôi. Nếu một mai cả nước Việt bị nô lệ, bị diệt chủng, bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới, chắc hẳn nhân loại sẽ không hề lấy làm ngạc nhiên. Bởi đó là kết quả của 9 năm đánh lại một nền Cộng hòa bảo hộ cho họ như nước Anh bảo hộ cho Hồng Kông. Đó là kết quả của việc từ chối tự do mà nước Mỹ mang lại bằng một bản hiến pháp dân chủ và tiến bộ.
là kết quả của việc phá hoại một nền cộng hòa và dân chủ duy nhất trong lịch sử bằng việc ngu xuẩn hy sinh hết 3 triệu người. Đó cũng là kết quả của 44 năm thụ động, hèn nhát, cam chịu các chính sách tước bỏ tự do tạo ra đầy rẫy bất công của một chế độ độc tài. Do đó, những gì họ phải gánh chịu là xứng đáng, khó có thể chối cãi. Nói sự thật không phải là bè diễu. Nhiều người Việt Nam vẫn không bao giờ nuốt trôi được sự thật. Họ cho rằng nói sự thật là bôi nhọ, bè diễu người dân. Sự thật nói láo, tự sướng, tạo ra một niềm tự hào dân tộc giả tạo mới là điều nguy hiểm, vì nó làm cho dân tộc ấy không biết mình đang ở đâu. Dân tộc Việt Nam bị Cộng sản Việt Nam đưa lên quá cao, cao chót vót nên chết thế. Hy sinh 3 triệu người một cách vô ích. Sự hy sinh của họ không phải cho đất nước, cho dân tộc, mà là cho sự cầm quyền của Đảng Cộng sản. Vì vậy, những mỹ từ như anh hùng, bất khuất, dũng cảm, kiên cường có thể xem như mỹ từ dùng để dụ dỗ con nít. Bằng chứng ngày nay cho thấy là họ đi ngược với các mỹ từ đó. Nhân dân thế giới ở 112 nước chống độc tài đòi dân chủ mới là anh hùng chứ không phải họ. Khi một khái niệm nói trái sự thật thì mới gọi là bè diễu, bôi nhọ, còn vạch cho người dân thấy được sự thật, kéo họ về mặt đất để họ khỏi ngộ nhận thì đó là điều cần thiết. Một nền dân chủ không thể được xây dựng trên sự tuyên truyền cảm tính mà phải căn cứ trên sự giáo dục lý tính, nghĩa là không thể bắt chước Cộng sản vẽ ra các anh hùng dựng nên lãnh tụ rồi thì sáng tác thơ văn nhạc họa kêu gọi dân xuống đường. Họ sẽ xuống đường, nhưng rồi cái cảm tính này chỉ khiến họ đánh đổ một chế độ độc tài này để xây nên một chế độ độc tài khác. Bởi lẽ, nền dân chủ cần có đối lập để kiểm soát quyền lực trong hiến pháp. Khi dùng cảm tính mà không có lý tính, thì các chế độ độc tài cũng sẽ dùng ngay chính thơ văn nhạc họa để sử dụng nhân dân đánh đổ đối lập để quy quyền lực về một lãnh tụ hay chính đảng cầm quyền duy nhất. Chỉ khi nào người dân Việt Nam tỉnh táo nhận ra sự hạn chế trong tính cách dân tộc mình, không tự ái khi có ai đó chỉ ra cho họ sự thật, thì họ mới có thể xây dựng thành công nền dân chủ. Còn không, họ luôn chịu sự nô lệ của một cá nhân, gia đình hay đảng phái nào đó. Điều này cụ Phan Chu Trinh đã chỉ ra trong 10 điều bi ai của dân tộc Việt Nam. 1. Trong khi nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ít nước, thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã, đọa đày. 2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ, ai cũng lo học lấy một nghề, thì mình chỉ biết ngồi không ăn bám. 3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc, thì ta suốt đời loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con. 4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi. 5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh, làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có, thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng. 6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết, thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu. 7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh máy móc ngày càng tinh xảo, thì ta đầu óc thủ cụ, ít ngồi để giếng, không có gan đua chen thực nghiệp. 8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ ngơi làm việc hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè, cờ bạc, bỏ bê công việc. 9. Trong khi họ biết gắn gỏi tự lực, tự cường, tin ở bản thân, thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật. 10. Trong khi họ làm việc quan cốt, ít nước, lợi dân, đúng là đầy tớ của dân, được dân tín nhiệm, thì ta lo xoay sở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang, hoang phí, vơ vét, áp bức dân chúng, vân vân. Có thể thấy 10 nhận xét chính xác về đặc điểm con người Việt Nam mà cụ Phan Chu Trinh nêu ra và đối chiếu thực tế ngày nay vẫn còn nguyên vẹn.